Chị Vũ Hớt chào các bé. Sau những ngày làm việc rất là chăm chỉ của những chiếc xe máy xúc, xe ủi này và xe ô tô tải nữa, cái xe của chúng ta đã rất là bẩn rồi. Hôm nay chị Vũ Hớt sẽ cùng các bé rửa những chiếc xe của chúng ta thật sạch sẽ nha. Sẽ dội qua chiếc xe chúng ta sạch, bớt đất cát như này. Chúng ta sẽ rửa xà phòng cho những chiếc xe này trước nha. Chị cũng đã rửa xà phòng cho chiếc xe máy ủi của chúng ta rồi, xe máy ủi của là xe tải đấy. Chiếc xe thứ hai sẽ là xe máy xúc, máy xích này. Máy xúc thì cái cầu xúc rất là bẩn đấy. Chúng ta sẽ rút nước qua cho xe sạch bớt nhé. Thank you.
đã rửa xong xà phòng cho 4 chiếc xe công trình của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ rửa lại bằng nước cho những chiếc xe được sạch bóng nha. Bé ơi, vì đây là những chiếc xe đồ chơi nên các bé có thể tắm lên những chiếc xe này. Để các bé rửa xe này nhìn tắm cho em bé vậy. Chỉ có ớt cho những chiếc xe này vào trong trong nước nha. Vậy là chị Vân ơi, cùng các bé đã rửa xong những chiếc xe này thật là sạch bóng rồi. Chúng ta sẽ phơi những chiếc xe máy xúc, xe ủi này và xe ô tô tải này để thật khô nhé. Và khi đã sạch sẽ thì các bé có thể chơi trong nhà rồi đấy. Chị Vân ơi, chào tạm biệt các bé.